Alo, thân chào anh em, chào tất cả mọi người nha mọi người. Thì mình đi Ve Chai có mua được con chuột này nè quý vị. Chuột này mình thấy nó có hiệu đó là Newman. Chuột này thấy nó im quá à. Mà cái tình trạng của nó là nó bị đứt cọng dây nè nè. Cọng dây này nó bị đứt rồi. Không biết là còn xài được hay là không. Nhưng mà các nút bấm này thấy nghe bấm còn nghe cốc cốc lắm nè. Im lắm. Bây giờ mình sẽ tiến hành nối dây này lại thử coi nó còn xài được không nha quý vị. Nếu như gặp trường hợp này mà đi Ve Chai mình gặp trường hợp này mình có nên xài không nha, có nên mua không, và bây giờ mình sẽ tiến hành nối dây lại nha quý vị. Nếu như xài được thì mình sẽ vệ sinh nó lại sạch sẽ. Chuột này mình thấy nó cũng còn im lắm. Chuột này cũng dạng là chuột nó là dạng nó là khá tốt đó, chứ không phải là chuột giỏm đâu nha. Chuột giỏm là cầm lên là biết rồi. Chuột này cứng cát và nói chung là bây giờ là xài không được đó. Rồi, mình sẽ tiến hành đó là nối dây lại. Rồi quý vị ơi, mình đã kết nối xong rồi nè, bây giờ mình sẽ ghim thử vô ha. À, mình sẽ ghim vô. Đó, nó kêu bèn bèn bén rồi đó. Rồi, nút chuột trái, nút chuột phải nè rồi đó. Nó dính cái gì rồi, nó kêu một cái bèn à. Cơ bản là nó đã ok đó quý vị. Đó, ok rồi đó. Ô, chuột này đẹp ta. Có đèn chỗ này nè. Đúng là ngầu. Rồi, bây giờ mình sẽ nối dây lại vô luôn ha. Đây là con chuột của mình. Đẹp. Mê ly. Rồi, nè mình đã kết nối nó nè. Đây nè, mình đã kết nối nó vô máy tính nè. Đó. Rồi. Mình điều khiển nè. Đó, chuột trái chuột phải gì nè. Ngon lành luôn. Ngon lành cạnh tranh. Mở YouTube lên nè. Đấy. Kênh Mr. Lành nghiên cứu và chia sẻ nè. Video nè. Đấy, lăn chuột nè. Đấy. Ok hết á ha. Ok. Như vậy là chúng ta đã sửa thành công rồi con chuột rồi quý vị. Quý vị đừng có bỏ nha. Thì vừa qua mình đã chia sẻ cho quý vị cách để mà sửa một con chuột có đứt dây như thế nào ha quý vị. Hy vọng rằng nó sẽ đem đến nhiều lợi cho quý vị và các bạn. Thân chào, hẹn tạm biệt. Tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video clip tiếp theo của mình. Bye bye.